nghĩ rằng khi mà vào đến những cái vòng như này rồi thì kinh nghiệm thi đấu cũng là rất quan trọng. Dù sao đi nữa thì Việt An cũng mới là người lần đầu tiên đá giải FPL thôi. Dĩ An đã trải qua các trận đấu tại các lần này thì được nhận được 6 bàn và đã thủng lưới 2 bàn. Nếu mà nhìn qua camera tôi thấy cái tay Thành Đạt nó đang còn run, hơi run một chút anh cả. Trận đấu đúng là lần đầu tiên được đá tại vòng studio. Và Thành Đạt có lẽ là cũng nên cố gắng để thư giãn một chút. Thành Đạt gặp phải một đối thủ quá khó. Việc để thua trước Sang Junior thì tôi nghĩ rằng cũng không phải là một vấn đề gì. Không ai trách Thành Đạt cả. Game thủ đã có phong độ rất cao như Sang. Đi tới 16 bàn thắng rồi. Lại còn có thêm những tình huống FD thành công. Đến lúc này thì Sang cũng đã có tới 3 pha FD dẫn đầu tại giải. Và có lẽ là tay những cái trận đấu chúng ta không có cao, nó cũng sẽ cứu rèn cho các cầu thủ cái khả năng tự thích nghi cũng như là làm chủ được, kiểm soát được cảm xúc cũng như là phong độ của bản thân thì thi đấu giữa ánh đèn, giữa ống kính của máy quay và với cả đối thủ đang ngồi ở ngay phía trước mặt mình chứ không còn là thiếu online nữa. Và với những đội tuyển càng tiến sâu tại giải thì họ sẽ càng có cơ hội làm quen ở với điều này trước khi họ xuất hiện.